Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sáng Sale. Và trong cái video này mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái trang web rất là hay. Chúng ta đang xem ở trên màn hình thấy chưa? Đây là một con mèo rất là dễ thương và nó nói là lu cậu. Tôi có điều này muốn hỏi cậu. À nhớ phải trả lời thật lòng nha. Ok, nó sẽ bấm ok. À tự nhiên cái trang web này nó đặt ra một cái câu hỏi khá là hay, đó là có phải bạn chưa sub kênh Sáng Sale phải không? Nếu mà cậu chứ không trả lời mà thoát ra thì tức là muốn làm fan luôn rồi nha. Ok, có cái nick phải 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 ok. Oh the fuck man, siêu sao mày hỏi lắm thế. Ok, như vậy là xong. Mình vừa mới là giới thiệu cho các bạn một cái website nó khá là thú vị, và cái website này nó sẽ thực hiện những cái hành động như thế, dĩ nhiên là nó tương tự với nhau thôi, nó sẽ không có quá nhiều, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể tinh chỉnh lại những cái phần test hay là những cái đoạn test ở trên cái trang web này, và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó để tỏ tình crush trong những cái ngày trọng đại. Sometimes it's just about the Hoặc là gửi thư cho mẹ để xin tiền, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng nó để chúng ta troll thằng bạn thân hay là nhỏ bạn thân gì đó, tùy các bạn. Chúng ta sẽ có nhiều mục đích để sử dụng cái trang web này. Vậy thì làm thế nào để chúng ta sử dụng một cái trang web hay ho như vậy mà hoàn toàn miễn phí? Cái trang web này không thu phí gì cả các bạn, rất là dễ thương và chúng ta sẽ không tốn đồng bạc nào. Biết đâu thì các bạn sử dụng cái tuyệt chiêu này ngày 20 tháng 10 sắp tới thì chúng ta sẽ có được root cho chính bản thân các bạn thì sao? Chúng ta cùng bắt đầu thôi nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ gửi cái link cho các bạn đăng ký ở dưới. Đây là cái link cái trang web có tên là root.tapi.vn. Nó là một cái trang web mở của team Tapi hay là team Maru. Ở đây là bạn này tên là Maru. Mình sẽ click vào link Facebook của Maru để xem là trang của Maru thì nó sao. Chỉ có 366 lượt thích thôi, rất là ít người sử dụng, cũng rất là tiếc. Dĩ nhiên là mình nghĩ là chắc là ít người biết á, ít người biết cái trang web này như nó mới thành lập thôi. Rồi, làm thế nào để sử dụng cái trang web này để các bạn có thể tỏ tình với crush thì những cái hành động ở trong cái video mình đã cho các bạn xem nó không có thay đổi, tức là nó chỉ có vậy thôi. Rồi sau đó khi chúng ta nhập trên này, chúng ta sẽ nhập những cái như thế này. Ví dụ như lý do sub kênh Sáng Sale là gì vậy tại đó kinh luôn. Ok, như vậy thì xong. Đây là toàn bộ cái nội dung của trang web. Bây giờ chúng ta có thể tùy chỉnh thay đổi của cái trang này như thế nào. Đầu tiên các bạn, mình sẽ gửi các bạn một cái đường link ha, root.tapi.vn. Mình nói hơi nhiều phải. Rồi cái câu đầu tiên, ví dụ như ở đây nó là hello cậu thì nó là cái câu đầu tiên của cái hình con mèo này nè. Mình sẽ F5 lại. Đó, nó là sẽ là cái trang đầu tiên của cái hình của con mèo này. Dĩ nhiên là cái việc mà tùy chỉnh nền hay cái này thì các bạn cần phải tham gia nhóm group và nhắn tin cho Maru để các bạn có thể tùy chỉnh cái cả cái nền này, cũng như là có sử dụng nhiều chức năng hơn ở trên cái website group.tapi.vn này. Mình sẽ gửi cái link để phía dưới nhé. Mình cũng hình như mình nói lát này 4 lần nhá, giờ này già quá mất cái nhớ. Rồi, như vậy thì cái câu hello cậu ở đây các bạn sẽ có thể tùy chỉnh lại. Mình sẽ chỉnh sửa ở đây, có câu hello cậu này sẽ trở thành cái câu là chào bạn nha. Chào sếp. Ok, chào sếp nhé. Rồi. Cái phần thứ hai ở đây, tới cái điều này muốn hỏi cậu thật lòng nha thì mình sẽ chuyển lên người tốt. À, em có điều này muốn hỏi sếp nha. Em có nè. Đánh chữ chậm quá đi. Điều này muốn hỏi sếp nha. Ok. Rồi. À, sếp có bị gay không? Nani? Đó. Sếp có bị gay không nè? Đó. Ok. Cái này thì cái chữ này nó rất là nhỏ, mình sẽ bỏ qua. Có cái nịt. Sếp gay chắc luôn. Tao gay là sao ha? À, rồi. Ok. Các bạn có thể dùng cái trang web này để gửi cho sếp của mình, rồi sau đó chúng ta sẽ xin tăng lương. Mình vừa khám phá ra bí mật của sếp mà. Đó, gửi cho sếp. Sếp sẽ rất là thích. Em được
tăng lương rồi đây. Nhảnh thế nhỉ, vừa làm 3 hôm đã được tăng lương rồi. Tăng cái gì mà tăng, cậu ra phòng kế toán nhận tiền lương 3 ngày làm việc xong rồi nghỉ đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có những cái đoạn tùy chỉnh ở phía dưới nữa, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn đơn giản vậy thôi. Các bạn có thể test đi test lại nhiều lần không vấn đề gì cả. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy một cái phần đó là thông tin địa chỉ web. Ở đây thì các bạn nhập cái tên bất kỳ, cái tên nào cũng được, nhập tên dễ nhớ là được rồi. Ví dụ như mình ở đây mình sẽ nhập là sáng xe 4, ok. Kéo xuống phía dưới các bạn sẽ thấy một cái phần đó là chúng ta sẽ điền cái captcha. Mình sẽ điền là I am not robot. Rồi sau đó mình bấm tạo web. Như vậy thì nó đã tạo ra cho mình một cái link. À, tạo thành website rồi, nó đã cho mình một cái link. Mình sẽ copy cái link này lại. Sau đó mình dán lên trên cái phần trình duyệt, hoặc là các bạn lấy cái link này các bạn gửi cho bất kỳ ai. Ví dụ như mình muốn đang gửi cho sếp thì mình sẽ gửi cho sếp. Rồi sau khi sếp mở lên sếp sẽ thấy cái này. Chào sếp nhá, em có điều này muốn hỏi sếp nha. Ok, sếp có bị gay không? Cái này mà gửi cho sếp thì đúng là ok. What the fuck man. Đó, nó sẽ có những cái âm thanh như thế này. Và các bạn yên tâm là cái chữ mà phủ nhận nó sẽ không bao giờ click vào được, nó sẽ chạy góc màn hình, các bạn cứ run nó sẽ chạy vậy đó. Né. Ok chưa? Như vậy là cái trang web này rất là thuận tiện để các bạn sử dụng trong rất là nhiều trường hợp. Dĩ nhiên là cái phần kịch bản thì ăn thua các bạn tự dàn dựng và sắp xếp, nó sẽ rất là rộng. Ví dụ như ta dùng để tỏ tình thì đang bước đầu thì mình gõ cái từ khóa là cách tạo web tỏ tình group thì nó ra cái này. Đó, ok. Còn thực tế thì cái này nó có thể dùng được rất là nhiều thứ. Ví dụ như vòi vĩnh tiền, hoặc là đòi tăng lương, hay là làm quen với một cái bạn nào đó mới, bạn mới quen trên mạng xã hội cũng được. Thì nó sẽ gây ấn tượng khá là mạnh đối với người mà mới lần đầu truy cập vào trang web. Mình nghĩ là cái trang web này là một trang web rất là hữu ích và nó có rất là nhiều giá trị để sử dụng. Ok, mình thấy sự thú vị này cho nên mình chia sẻ cho các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và có giá trị thì cho mình được sub và một lượt like cái video nhé. Mình được 980 mấy người đăng ký rồi nhưng mà chưa được 1.000 người đăng ký. Khi được 1.000 người đăng ký và khi đủ cái khung giờ xem là 4.000 thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản kết nối cái tài khoản YouTube này với cái tài khoản Google AdSense nhé. Rồi các bạn đã xem video, bye bye, chúc bạn thành công nha.